Hello, em mình xin chào các bạn. Hôm nay là em mình sẽ unbox ha. Em mình sẽ unbox là mắt kính Dior nè các bạn. Cái này là em mình mua cũng lâu rồi, mua cho mẹ một đôi mắt kính Dior và em mình một đôi. Hôm nay em mình unbox chia sẻ với các bạn ha. Đây. Rồi em mình unbox nó có cái nó đầu hiệu nó có cái mã số của nó hết trơn nè các bạn. Đây là cái giấy, cái miếng vải để mình lau mắt kính đó. Nó có in chữ Dior bên đây luôn. Nói chung là cặp mắt kính này em mày mua thì cũng lâu rồi các bạn, nhưng mà chưa có mang. Để hôm nay thôi em mày ra unbox chia sẻ các bạn cho vui. Đây, cặp mắt kính này là em mày mua cho má mì. Đó, các bạn thấy không? Nó có cái chữ Dior bên đây luôn nè, cái giọng luôn nè. Ở bên đây cũng vậy. Thì em mình mang cho các bạn coi nha. Nó không có hai cục hai bên đây, mà ở đây là nó đổ luôn. Nó đổ luôn một mũ nè các bạn. Ở trong đây nó để là Chitten Dior. Đó. Đây dưới đây thì nó để Made in Italy. Đó, các bạn thấy cặp mắt kính rất là sang không? À, đây là đôi mắt kính mà em mì mua cho mẹ tặng cho má mi của em mì. Thường khi hai mẹ con, nhưng mà má mi không có thích là xe xài đồ xe với em mì ha. Cái nào của má mi thì má mi xài, cái nào của em mì thì em mì xài. Em mì nói phải má mi với em mì cùng một size thì mình xài giày dép hay là giỏ xách xe, nhưng mà má mi không thích nha các bạn. Mommy nói mình xe của mommy thì được, nhưng mà mommy không thích xe mà mang đồ con gái. Đây là cái đôi mà em mình mua tặng cho mommy nè. Cái tay em mình có lotion cầm vô nó bị mờ. Gần đây cũng là một cái, các bạn biết cái kính này thì cũng 300 mấy à nha, 300 mấy đô la cho một cái kính về thôi chứ không có mắc. Đây em mình chia sẻ cho các bạn coi và chia sẻ cái giá cả luôn, chứ không phải là đắt đỏ gì mà mình phải khoe cái giá trị của đôi kính nha các bạn. Đây, cái hộp này thì cũng vậy, cũng có một cái miếng vải để mình lau nè. Em mình chưa có khui ra nữa, thật sự mua về mấy tháng nay rồi cũng chưa có xài nữa các bạn. Các bạn thấy nó có luôn cái thẻ Dior của nó nè. Thường khi mấy cái hàng hiệu mình mua thì hồi nào nó cũng có sẵn vậy luôn. Đây đôi này là em mình cũng mua gọng bự nè các bạn. Đó, bên đây thì nó khác với đôi hồi nãy. Đôi này nó để chữ DC CD là cũng như là Chitten Dior đó các bạn. Ở trong đây nó cũng vậy, cái này gọng mảng bự ha. Bây giờ em mình cũng thích gọng mảng bự, mình đổi style một chút. Các bạn thấy nó có sự khác biệt. Đây này thì nó để cái chữ Dior ở bên cái gọng. Còn đây này em mình thích cái logo bự thì nó để cái chữ CD. Bây giờ em mình mang vô cái đôi này cho các bạn thấy hai đôi ha. Cái của em mì thì nó hơi mắc mèo một tí, còn cái của má mi thì nó hơi bầu bầu vuông vuông các bạn. Đó, các bạn thấy đây là cái đôi này em mì mua cho em mì, còn cái đôi này cho má mi. Bữa nay unbox chia sẻ với các bạn luôn, điều điều tí. Đó, các bạn thấy em mì mang lên kính này thì để mua mang đi mùa hè các bạn lấy xe rồi nó không bị chát mắt. Đôi này thì cũng 300, hình như 375 đô một đôi à các bạn. Đôi này 375, còn đôi này cũng 300 mấy đó, em mình mua lâu rồi cũng không nhớ. Đó, hôm nay là em mình unbox hai cặp mắt kính Dior và Chitten Dior cho các bạn coi. Thật sự thì nó cũng để trong đây Chitten Dior luôn. Hai cặp mắt kính đều màu đen hết nha các bạn. Em mình thích cái gọng này, cái logo nó bự hơn. Mình mang xa nhìn nó rất là nổi. Các bạn chụp hình, mình chụp hình từ xa mà nghiêng như vậy nè. Bây giờ người ta cũng modern, bây giờ nó cũng ra gọng bự. Em mì cũng đang order một cái Dior mà mẫu mới, mà cái chồng nó vuông rất là bự. Vài bữa nữa nó về tới em mì sẽ unbox cho các bạn coi nha. Coi mẫu mới đó nó đẹp hơn mẫu cũ này không.
Đó, các bạn biết cái này thì 300 mấy một đôi, giá cả cũng phải chăng lắm các bạn. Ok các bạn, là hôm nay em thì chỉ unbox đơn giản là hai cái mắt kính Dior thôi cho má mi và em mì. Bây giờ em mì xin tạm dừng video tại đây và em mì xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Các bạn đừng nhớ quên bấm like, share và đăng ký kênh ủng hộ em mì nha. Em mì xin chào tạm biệt tất cả các bạn.